Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sở Công Thương Lào Cai vừa phối hợp với Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho 129 học viên là công chức các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được bồi dưỡng truyền đạt các chủ đề về tự do hóa thương mại đối với lĩnh vực hàng hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mối quan hệ chiến lược vành đai con đường với ý tưởng hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam-Trung Quốc và tình hình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm cung cấp những thông tin về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua và tình hình thực thi các cam kết về thương mại, hàng hóa và dịch vụ trong các thể chế quốc tế mà Việt Nam tham gia trong thời gian tới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác hội nhập quốc tế. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên vừa tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 97 hệ vừa làm vừa học mở tại huyện Bảo Yên. Lớp lý luận chính trị hành chính khóa 97 hệ vừa làm vừa học có 68 học viên. Sau 2 năm học tập, rèn luyện, các học viên trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 97 đã tiếp thu toàn bộ chương trình gồm 6 học phần, các kiến thức về lý luận chính trị, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và công tác vận động quần chúng tại cơ sở. Để kiến thức lý luận đã học tại trường gắn kết với thực tiễn tại cơ sở, trường đã tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở tại xã Lương Sơn, Long Khánh. Trong chuyến đi nghiên cứu thực tế, lớp tham gia các hoạt động thiện nguyện, tham quan mô hình phát triển kinh tế của xã. Kết thúc khóa học, đánh giá có 8 học viên đạt loại giỏi, 46 học viên đạt loại khá, 14 học viên đạt loại trung bình, 1 học viên tham gia và đạt giải nhất chuyên đề thí sinh có phần thi thuyết trình hay nhất tại hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực tế hiện nay có nhiều khó khăn. Vậy nhưng với sự năng động sáng tạo của người đứng đầu, tùy theo điều kiện thực tiễn ở mỗi địa phương, cơ sở đã có những giải pháp phù hợp mang lại kết quả tích cực. Cách làm của ông Đỗ Văn Khiển, bí thư chi bộ thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên. Do trình độ dân trí thấp, việc phát hiện bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới chưa được quan tâm đúng mức, nên việc phát triển đảng viên ở các thôn bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Bảo Thắng là hết sức khó khăn. Năm 2009, đảng viên Đỗ Văn Khiển được cử về làm bí thư chi bộ ghép Thái Hà, gồm 3 thôn và 1 trường học. Khi đó 3 thôn mới chỉ có 2 đảng viên. Vậy nhưng đến năm 2013, chi bộ đã kết nạp được thêm 8 đảng viên, đủ điều kiện chia tách thành 3 chi bộ, đó là chi bộ thôn Nậm Cút, chi bộ Xuân Quang 2 và chi bộ Cóc Mằn hiện nay. Sau khi chia tách cùng với các chi bộ khác, chi bộ Cóc Mằn tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng đảng. Với sự đổi mới trong công tác phát triển đảng, mỗi năm chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp 2 đảng viên. Không chỉ bổ sung sức mạnh cho đảng, chi bộ Cóc Mằn còn trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên. Để cái kết nạp được đảng viên nhiều là trước hết là phải là có các cái nguồn, gọi là các cái quần chúng ưu tú. Thì chúng tôi là giao cho tất cả các ban ngành, phụ nữ, nông dân, thanh niên, rồi cựu chiến binh. Cũng là ví dụ năm nay là tôi giao cho cựu chiến binh là phải tìm được một quần chúng ưu tú, thì là cựu chiến binh phải tìm. Đấy. Thế và sau đó tìm được rồi thì là sẽ họp và trích nghị quyết để gửi đi chi bộ. Thế thì tất cả các cái quần chúng ưu tú mà đi học được cái lớp cảm tình đảng về là đủ điều kiện để chúng tôi kết nạp. Đấy, thì tất cả như thế thì các cái quần chúng sau người ta mới nhìn ra và người ta hoạt động được tốt. Cùng với việc phát huy vai trò của các đoàn thể, nhất là các đảng viên trong việc phát triển bồi dưỡng kết nạp đảng viên, công tác giáo dục tư tưởng gắn với các phong trào thi đua trong thế hệ trẻ luôn được bí thư chi bộ thôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Nhờ vậy, thế hệ trẻ không chỉ có lập trường tư tưởng vững vàng mà còn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đảng và tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Để mà đứng ở trong hàng ngũ của đảng ấy, để phấn đấu thì là một thanh niên ấy, thì bản thân em ấy là phải phấn đấu rất nhiều. Ví dụ như là làm các hoạt động của trong thôn và làm theo những cái mà của bí thư hoặc của thôn đề ra, tuân gương mẫu, chấp hành tốt các mọi nội quy của đảng, của nhà nước. Bằng các chủ trương giải pháp đúng đắn, sáng tạo, phù hợp, chi bộ thôn Cóc Mằn đã trở thành điểm sáng trên địa bàn về công tác phát triển đảng viên. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường sức lãnh đạo của chi bộ Cóc Mằn
góp phần tích cực đưa Đảng bộ Xuân Quang hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng viên. Tính từ năm 2013 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 129 đảng viên. Từ chỗ chỉ có 13 chi bộ, đến nay Xuân Quang đã có 30 chi bộ, trong đó 12 chi bộ nông thôn đã có cấp ủy. Đây chính là động lực để bí thư chi bộ thôn Đỗ Văn Khiển tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, tìm tòi những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng ở quê hương. Bắt đầu từ sáng sớm ngày 24 tháng 11 do nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi thuộc huyện vùng cao của Lào Cai xuất hiện mưa mù, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt tại khu vực đỉnh đèo Âu Quy Hồ sáng nay nhiệt độ đo được khoảng 1-2 độ, thời tiết mưa, mù và gió mạnh, rét hại vẫn tiếp tục. Chính vì vậy các phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường đèo Âu Quy Hồ cần lưu ý đi chậm, bật đèn chiếu sương mù. Đối với các phương tiện xe máy cần phải mặc ấm cho bản thân cũng như cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 26 tháng 11 nhiệt độ mới có thể bắt đầu tăng nhiệt trở lại. Thưa quý vị và các bạn, mới bước vào vụ rét nhưng ở nhiều địa phương, nhất là khu vực vùng cao, nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C. Chống rét cho gia súc luôn được các hộ chăn nuôi coi trọng, nhất là từ sau đợt rét đậm, rét hại hồi năm 2008. Chuồng trại nuôi nhốt gia súc đủ ấm, thức ăn dự trữ đầy đủ được xem là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ đàn gia súc ở vùng cao Lào Cai trong những ngày giá rét như thế này. Xã Tả Ngài Trồ, huyện Mường Khương đã 3 ngày có mưa kéo dài, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Hầu hết gia súc đã được lùa về nhà để chăm sóc. Thức ăn chính cho gia súc khi giá rét là rơm rạ khô, cám nấu, bỗng rượu, cỏ voi và thân cây chuối. Mưa rét nhiều năm bây giờ cũng biết rồi, con trâu nhiều tiền lắm, nó đói rét mà chết thì không cày kéo được. Tháng trước nhà mình cũng đã sửa xong chuồng trâu, bây giờ rét thì nhốt ở nhà thôi, cho nó ăn thêm rau khoai, nấu thành cám, nó cũng ăn. Từ nghị quyết 22 về giảm nghèo nhanh và bền vững được thực hiện ở huyện vùng cao Simacai đã giúp nông dân thay đổi thói quen trong chăn nuôi, đó là chủ động trồng cỏ và thực hiện nuôi nhốt trong mùa đông. Ba con bò của gia đình anh Thảo A Long ở thôn Màu Sao Trải, xã Xín Chén không còn lo bị chết đói và rét. Nuôi gia súc, anh Thảo chủ động trồng cỏ, những ngày rét đậm, rét hại thì tăng thêm lượng thức ăn có tinh bột và không chăn thả ngoài đồng. Đàn gia súc nhà em là cũng đầy đủ về nguồn thức ăn. Ngoài ra thì nhà em cũng tăng cường về nấu cám cho đàn gia súc để lúc nào đàn gia súc nó cũng được ăn no hơn. Tổng đàn gia súc của Lào Cai khoảng 160.000 con với 58.000 hộ dân nuôi. Hiện chỉ còn gần 10%, tương đương khoảng 5.000 hộ dân chưa có chuồng trại đạt yêu cầu. Các hộ dân này sẽ tiếp tục được vận động làm chuồng hoặc chủ động di rời đến gửi nhờ các hộ trong khu vực giúp nhân dân bảo vệ tốt khối tài sản của mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, với diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiệt độ tại thị trấn Sapa, huyện Sapa đã giảm sâu, nên nhiệt đo được vào sáng sớm và đêm ở mức từ 4 đến 5 độ C. Rét đậm gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe con người, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Việc giữ ấm và ăn uống đảm bảo dinh dưỡng là điều các bác sĩ khuyến cáo với mọi người dân trong những ngày rét đậm, rét hại như thế này. Nền nhiệt xuống thấp kết hợp với mưa phùn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh. Đối với trẻ nhỏ thường mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy do thời tiết giá buốt, người già dễ mắc những bệnh về xương khớp, hô hấp và tim mạch. Để chủ động trước mọi diễn biến bất thường của thời tiết, Trung tâm Y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa đã cử cán bộ tăng cường công tác giám sát tại các xã được phân công phụ trách, hỗ trợ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm các ca dịch bệnh tại cộng đồng. Trước tình hình thời tiết có mưa rét có như phức tạp, tôi là một cán bộ được phụ trách chương trình truyền thông và sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện Sapa. Tôi thường xuyên xuống các trạm y tế cùng với các trạm y tế là tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân phòng bệnh, phòng các bệnh mùa đông. Qua đó là hướng dẫn người dân giữ ấm cho cơ thể và vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân. Các tuyến trạm y tế xã đã chủ động thuốc men, hóa chất, phương tiện, lực lượng, cán bộ và vật tư chuyên dụng để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, phân công cán bộ trực 24/24 giờ. Trước cái tình hình thời tiết diễn biến rất là phức tạp thì trạm y tế chúng tôi trước tiên là cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã là xây dựng cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh
trong cái dịp đông xuân như thế này. Tiếp theo thì chúng tôi cũng làm tăng cường cái công tác tuyên truyền cho người dân hiểu biết về cách phòng chống các cái dịch bệnh nguy hiểm có thể xảy ra và nêu cao cái ý thức phòng bệnh của người dân, chuẩn bị đầy đủ các cái nhân lực rồi là thuốc men, vật tư trang thiết bị để có thể sử dụng khi mà có dịch hoặc có bệnh xảy ra. Thì huyện và xã thì mời nhân dân chúng tôi đến trạm xã Thắng Kim để tuyên truyền cho bà con chúng tôi để phòng chống rét cho bà con, cho con cháu, bà con nhân dân chúng tôi. Chúng ta cũng sẽ có một cái ý thức để họng hỏi và cái điều trị bệnh của bà con chúng tôi cũng chưa hiểu lắm, thì cũng rất là cảm ơn với trung tâm mời chúng tôi đến để tuyên truyền cho bà con. Tại các trường học, công tác phòng chống rét cho các em học sinh cũng được ban giám hiệu các nhà trường quan tâm chú trọng, thường xuyên cập nhật diễn biến về thời tiết, tuyên truyền cho các em học sinh cần giữ ấm cho cơ thể bằng cách đi găng tay, mặc đủ ấm, dùng khẩu trang để hạn chế gió rét. Nên là chúng tôi vận động làm tốt công tác xã hội hóa của các cái tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn để huy động. Cái thứ nhất là về cái áo ấm. Thế còn về đặc biệt cái chỗ học sinh bán trú thì chúng tôi vận động là tuyên truyền là xã hội hóa, một là về chăn ấm, hai là về cái thực phẩm. Cái mục đích là chúng tôi để tăng cái giá trị bữa ăn, đặc biệt cho các em học sinh bán trú. Trong những ngày tới, thời tiết càng có nhiều diễn biến phức tạp, rét đậm có thể kéo dài. Người dân cần chủ động giữ ấm cho cơ thể, mặc đủ ấm trước khi ra đường, cũng như phòng tránh những căn bệnh mùa đông liên quan đến đường hô hấp. Sau khi về đích, chương trình xây dựng nông thôn mới xã Mản Thần, huyện Simacai tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố và tăng cường các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, trong đó tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất nông nghiệp. Vùng cao Mản Thần có khí hậu khắc nghiệt, trước đây bà con chỉ trồng ngô một vụ rồi để đất trống. Thời gian gần đây nhờ trồng được cây tăng vụ, hệ số sử dụng đất đã tăng lên. Ngoài vụ lúa và ngô chính vụ, vừa qua bà con nhân dân còn tích cực trồng trên 35 hectare ngô hè thu với năng suất 36 tạ trên hectare, sản lượng đạt trên 120 tấn ngô hạt, trồng gần 10 hectare đao giềng, 4 hectare cây dược liệu, gần 10 hectare cây ăn quả ôn đới. Đặc biệt nhân dân đã đầu tư vào mô hình trồng rau các loại, nhiều nhất là bắp cải, ngoài ra có rau cải, rau gia vị, rau xanh Mản Thần đã trở thành hàng hóa, cung cấp cho cả huyện Simacai. Vụ rau sớm năm 2017, chương trình Hạnh Phúc Lào Cai đã hỗ trợ hai thôn của xã thí điểm trồng 3 hectare rau bắp cải, nhân dân tự thực hiện trồng được 2 hectare, huyện và xã hỗ trợ nhân dân 0,6 hectare. Đến nay đã thu hoạch được 2 tấn rau, giá bán là 8.000 đồng trên kg, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần đáng kể trong việc cải thiện đời sống của bà con nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa đồng ý chủ trương cho Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch quốc tế Bình Minh và một số đơn vị doanh nghiệp tổ chức ngày hội khám phá tuyết Sapa năm 2017. Ngày hội là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc, tạo điểm tham quan hấp dẫn, phục vụ du khách và nhân dân trong dịp chào đón năm 2018. Theo đó, ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 31 tháng 12 năm 2017 tại khuôn viên Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai, thị trấn Sapa. Tại ngày hội, du khách được trải nghiệm không gian tràn ngập tuyết như mùa đông châu Âu và được thỏa thích vui chơi ngắm cảnh, chụp ảnh với tuyết theo các chủ đề Giáng sinh và Noel, vườn tuyết, biệt thự tuyết, nhà tuyết hâm mông, bảo tàng tuyết, hoa tuyết, mưa tuyết. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao Sapa qua các hoạt động trình diễn lễ hội nhảy lửa của đồng bào dân tộc Dao, hát giao duyên dân tộc thiểu số vùng cao, trò chơi dân gian các dân tộc Sapa, trưng bày thổ cẩm và các mặt hàng nông sản địa phương. Đặc biệt, tại ngày hội, du khách sẽ được khám phá văn hóa ẩm thực truyền thống phương Đông, Tết Việt Nam, ẩm thực truyền thống dân tộc Lào Cai, qua đó quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và Sapa nói riêng đến bạn bè quốc tế. Ngày 23 tháng 11, sân bóng đá mini phố mới thành phố Lào Cai đã chính thức khai trương và đưa vào sử dụng. Sân bóng đá phố mới rộng hơn 3.000m2 được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2017 với kinh phí gần 2,3 tỷ đồng. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng sân bóng cỏ nhân tạo sẽ đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao cho người dân trên địa bàn phường phố mới nói riêng và thành phố Lào Cai nói chung. Ngay sau lễ khánh thành đã diễn ra trận tranh tài giữa hai câu lạc bộ OCB và Fairplay tranh cúp Hương Giang lần thứ nhất năm 2017. Giải đấu diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 với sự tham gia của 10 đội bóng của các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Lào Cai. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.